Người Kitô hữu là một Kitô hữu khác. Trích khảo luận của Thánh Gregorio Giám mục Nice về đời chọn lành của các Kitô hữu. Thánh Phaolô đã tuyên bố rõ ràng hơn bất cứ ai rằng thánh nhân vừa biết đấng Kitô là đấng nào, vừa biết kẻ đã mang danh người thì phải ăn ở làm sao. Thánh nhân đã cặn kẽ noi gương Chúa đến độ có thể diễn tả được Chúa nơi chính bản thân mình. Thật vậy, nhờ tận tình noi gương Đức Kitô như thế, người đã biến tâm hồn mình nên giống mẫu mực là Đức Kitô. Vì thế, khi nhận thức sâu xa về những điều tốt đẹp của mình, thánh nhân nói: "Anh em muốn có bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi." Và người còn nói: "Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Ở đây, thánh nhân còn cho ta thấy rõ danh Kitô mạnh mẽ dường nào khi người nói: "Đức Kitô là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa." Người còn gọi Đức Kitô là bình an, là ánh sáng siêu phàm nơi Thiên Chúa ngự, là lễ đền tội, là ơn cứu chuộc, là thượng tế, là chiên vượt qua, là ơn xá tội cho các linh hồn, là phản ánh huy hoàng, là hình ảnh của bản thể Thiên Chúa, là đấng tạo thành vũ trụ, là của ăn của uống thiêng liêng, là tảng đá và là nước, là nền móng đức tin, là đá góc, là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Thiên Chúa cao cả, là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh, là trường tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo mới, là của đầu mùa những kẻ đã yên giấc, là trường tử trong số những người từ cõi chết sống lại, là trường tử giữa một đàn em đông đúc, là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là người con một được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, là Đức Chúa hiển vinh, là khởi nguyên của vạn vật, là vua công chính, và hơn nữa là vua bình an, vua mọi loài, nắm quyền thống trị mọi vương quốc vô cùng vô tận. Ngoài những danh hiệu trên đây, thánh nhân cũng dùng những danh hiệu khác tương tự để gọi Đức Kitô, đến nỗi không dễ dàng kể ra hết được. Nhưng nếu ta gom hết các danh hiệu lại và nối kết từng danh hiệu một, thì tất cả sẽ mở ra cho ta thấy sức mạnh diệu kỳ của danh thánh và uy quyền của Đức Kitô mà không lời nào diễn tả nổi. Tất cả sẽ tỏ cho chúng ta thấy tùy theo khả năng lãnh hội của lòng trí chúng ta, Chúa nhân lành đã thông ban cho chúng ta một danh hiệu cao quý nhất, linh thiêng nhất, trọng đại nhất, vượt trên mọi danh hiệu, đến độ chúng ta được vinh dự mang chính danh của Đức Kitô khi được gọi là Kitô hữu. Vì thế, mọi danh xưng dù để giải thích tên gọi trên nhất thiết phải được tỏ rõ nơi con người chúng ta. Chúng ta đừng để mình bị xem là Kitô hữu giả, nhưng phải dùng đời sống mà minh chứng cho tên gọi ấy.